Bây giờ mình đã vẽ xong rồi mọi người ạ. Bây giờ là 17:22, tính ra mình vẽ từ 2:30 tới giờ, gần 3 tiếng. Trời sắp mưa rồi, nhưng mà cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong bức tranh Cố Đô Huế. Kiếp nạn thứ 82 rồi mọi người ạ. Mưa gió hoài luôn, giờ dính tùm lum nè. Phía sau đây đó, rồi ngã đổ luôn. Set up một cái khung cảnh ở trong cái chòi này, mình nhìn ra cái mũi tàu Cà Mau. Vẽ cái đó ha. Hy vọng tí nữa không có mưa. Sau một tiếng thì cũng đã hoàn thành 50%, một tiếng nữa là xong. Thôi bây giờ vô dứt tiếp. Bây giờ mình đã vẽ xong rồi mọi người ạ. Bây giờ là 17:22, tính ra mình vẽ từ 2:30 tới giờ, gần 3 tiếng. Vậy là đã xong bức tranh tại mũi Cà Mau. Bây giờ mình phải tiếp tục cuộc hành trình tới một cái tỉnh khác, và không biết là tỉnh đó là tỉnh nào nữa, nên nhờ một người là bấm vòng xoay may mắn nha. Và bye bye Cà Mau. We'll be right back.
hiện tại thì mình đã tới tỉnh Thừa Thiên Huế, và phía sau của mình đây là cố đô Huế nè. Mình đang ở trong một cái cung thành, nó có hai lớp đó, một lớp phía ngoài, một lớp phía trong này. Mình đang ở lớp giữa giữa. Vào cái phía trong này thì chắc phải mua vé, còn mình ở phía ngoài thì mình không có mua vé, nên mình sẽ quyết định ngồi đeo vé cho đỡ tốn tiền vé. Dạng chứ ngồi đây mình thể sẽ thấy được cái góc của cái cung đình kia nè. Cái góc này cũng rất là đẹp nè, chắc có lẽ đứng đây vẽ luôn. Ok. Sắp mưa rồi, nhưng mà cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong bức tranh cố đô Huế, và bây giờ sẽ tiếp tục đi đến một địa điểm tiếp theo. Địa điểm nào thì chưa biết nữa. Hy vọng mà bây giờ có một người nào đó bóng quay về tỉnh gần gần hơn tí, ví dụ như là Quảng Trị nè, Quảng Bình nè. Ok. Bây giờ bye bye thành phố Huế. Mình cũng đang có mặt tại thành phố Vũng Tàu. Hôm nay đi Vũng Tàu thì chắc mình sẽ lên cái ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng để mình vẽ cái ngọn hải đăng này. Cái này thì được xây từ bao giờ thì mình không biết nữa. Thấy cũng khá là nổi tiếng ở Vũng Tàu nên sẽ quyết định vẽ cái khung cảnh này luôn. Ok, bây giờ chắc soạn đồ vẽ luôn cái cảnh phía trước lần này luôn ha. Kiếp nạn thứ 82 rồi mọi người ạ. Mưa gió hoài luôn. Mới vẽ xong nó mưa ốp luôn bức tranh xuống dưới đất này, giờ dính tùm lum nè. Phía sau đây đó. Rồi ngã đổ luôn. Biết bao giờ mới qua được kiếp nạn này đây. Đợi tí nó hết gió hết mưa nữa vẽ chứ như thế này là không vẽ được rồi. 2 hours later. Ở trên kia mưa gió không ngừng luôn mọi người à. Gió như mưa bão vậy đó. Mình xuống quán cà phê phía dưới mình vẽ cho nó hoàn thiện luôn. Chứ trên kia không vẽ được. Bước này hoàn thiện cũng được 70% rồi. Mình sẽ vẽ tiếp 30% nữa cho nó xong trong ngày luôn. Ok, bây giờ sẽ tiến hành tiếp tục đây.
Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong bước trên ngọn hải đăng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vất vả một tí, hơi sóng gió một tí nhưng mà không sao, cuối cùng cũng đã hoàn thiện được trong ngày. Bây giờ sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình đi đến một địa điểm tiếp theo. Địa điểm nào thì chưa biết nữa, các bạn thử đón xem nha. Ok, bye bye Bà Rịa Vũng Tàu nha.